Xin chào anh chị và các bạn. Mọi người nói chung nghĩ rằng nhà đầu tư cá nhân không có cơ hội chống lại các chuyên gia. Giao dịch tần suất cao và sự phức tạp của các công cụ tài chính làm cho phố Wall trở nên rất nổi tiếng. Và nó càng làm cho nhiều người tin rằng điều trên phải đúng. Và bên cạnh đó, tại sao các nhà phân tích chuyên nghiệp lại có mức lương cao như vậy? Trong cuốn sách Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall, Buthon Makio lập luận rằng điều này cũng không thể thay đổi được một sự thật. Ông cho thấy rằng ngay cả một con khỉ bị bịt mắt, ném phi tiêu vào danh sách chứng khoán cũng sẽ làm tốt hơn các chuyên gia. Phí, thuế, tâm lý con người. Thị trường hoạt động như một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên, không thể đoán trước được. Đây là một chủ đề cực kỳ gây tranh cãi. Hãy giữ bình tĩnh vì những điều cần lưu ý sau đây sẽ không kém phần khiêu khích đến một vài niềm tin cố hữu của bạn. Bài quốc gia số 1. Phân tích cơ bản không giúp đánh bại thị trường. Để đánh bại thị trường, các chuyên gia có xu hướng dựa vào một trong hai chiến lược là phân tích cơ bản hoặc là phân tích kỹ thuật. Các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản làm phương tiện kiếm tiền trên thị trường, tin tưởng vào cái gọi là lý thuyết nền tảng doanh nghiệp. Sau đó, nhiệm vụ của người theo chủ nghĩa cơ bản là mua những tài sản có giá trị nội tại cao hơn giá hiện tại của tài sản và bán nếu điều ngược lại là đúng. Giá trị nội tại có thể được xác định bằng cách chiết khấu tất cả các dòng tiền trong tương lai của một khoản đầu tư. Chiết khấu là quá trình biến khoản lợi nhuận trong tương lai thành giá trị của ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng một đô la hôm nay giá trị hơn một đô la vào ngày mai. Để tính đúng giá trị nội tại của một cổ phiếu, một người theo chủ nghĩa cơ bản phải đánh giá 4 điều sau. Thứ nhất, đó là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận. Phần quan trọng nhất của phép tính xoay quanh việc ước tính tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Thứ hai là mức chi trả cổ tức dự kiến. Mức chi trả cổ tức càng cao, giá trị cổ phiếu càng lớn khi mọi thứ khác đều bằng nhau. Thứ ba đó là mức độ rủi ro. Mọi người đều thích một khoản đầu tư có rủi ro mất tiền thấp hơn một khoản đầu tư có rủi ro mất tiền cao hơn. Mặc dù lợi nhuận kỳ vọng là như nhau, bạn muốn nhận 100 đô la trong tay ngay bây giờ hay tung một đồng xu để lấy 200 đô la. Do đó, một khoản đầu tư rủi ro hơn phải được đền bù bằng phần thưởng tiềm năng cao hơn. Thứ tư đó là lãi suất thị trường trong tương lai. Hay gọi là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro được quyết định bởi lãi suất tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng càng cao từ bất kỳ khoản đầu tư nào khác. Hôm nay bạn sẽ thấy một số vấn đề ở đây. Nhất đó là thông tin lỗi. Thông tin được cung cấp bởi công ty mà bạn quan tâm đến việc mua cổ phiếu của nó có thể gây hiểu lầm. Điều này đã xảy ra khá phổ biến, đặc biệt vào trong thời kỳ quá lạc quan, chẳng hạn như trong thời kỳ bong bóng .com. Trong những tình huống như thế này thì CEO có thể có nghĩa là giám đốc tham ô và bạn không thể chắc chắn rằng vị kế toán trưởng có phải là nhân viên gian lận hay không. Ngoài ra, EBITDA trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể là từ viết tắt của lợi nhuận trước khi tôi lừa kiểm toán viên. Có nhiều trường hợp báo cáo tài chính bị sai lệch. Điều này khiến những người theo trường phái phân tích cơ bản rất khó dự đoán tương lai. Thứ hai đó là sai số và kết luận sai trong phân tích. Ngay cả khi thông tin được cung cấp là đáng tin cậy, anh ta vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn. Anh ta phải đưa ra dự đoán về tương lai, điều mà chưa một ai chắc chắn làm được cho đến thời điểm hiện tại. Anh ta phải sử dụng thông tin có sẵn để tiến hành phân tích mà không có sai sót hoặc đưa ra kết luận sai. Như Goldwyn từng nói, rất khó đưa ra dự báo, đặc biệt là những dự báo về tương lai. Thứ ba là ảnh hưởng của các sự kiện bất ngờ. Người theo phân tích cơ bản có thể sử dụng tất cả các thông tin hiện tại có sẵn để đưa ra một phân tích hoàn hảo về cổ phiếu, chỉ để sau đó phát hiện ra rằng nhà máy sản xuất chính của công ty đã bị ảnh hưởng bởi một trận động đất hoặc giám đốc điều hành đã chết vì một cơn đột quỵ. Bài quốc gia số 2, phân tích kỹ thuật cũng không tốt hơn thị trường. Các trader, những người tin tưởng vào phân tích kỹ thuật, luôn tin tưởng vào cái thứ gọi là lý thuyết lâu đài trên cát. Trái ngược với quan điểm chính thống, lý thuyết này cho rằng giá trị nội tại ít quan trọng. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là hành vi của cộng đồng đầu tư. Đám đông không hành động theo lý trí, họ dễ xây dựng lâu đài trên cát với hy vọng đạt được sự giàu có. Do đó, nhiệm vụ chính của một trader thành công là ước tính khoản đầu tư nào dễ giúp cho việc xây dựng lâu đài. Các nhà phân tích mua các khoản đầu tư mà sau này có thể được bán cho những người khác với giá cao hơn. Nếu người khác sẵn sàng mua với giá cao hơn, giá bạn phải trả không quan trọng. Đây là một ví dụ đơn giản để diễn giải cách nó hoạt động. Bạn và 100 người khác đã được chọn ngẫu nhiên để quyết định xem ba cô gái xinh đẹp nhất trong thị trấn là ai. Người có lựa chọn giống như lựa chọn của phần lớn đám đông là người chiến thắng. Nếu bạn là một người chơi thông minh, bạn nhận ra rằng ý kiến cá nhân không quan trọng trong cuộc thi này. Chiến lược tốt hơn là cố gắng đoán trước những gì các đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ trả lời. Phân tích kỹ thuật cũng không khác gì điều này. Cổ phiếu Internet vào đầu những năm 2000
là ví dụ tuyệt vời về nâu đà trên cát. Kỹ thuật viên sử dụng biểu đồ giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch để xác định triển vọng xây dựng nâu đà trên cát trong tương lai. Theo Markiel có 3 lý do chính giải thích tại sao phân tích kỹ thuật lại có thể hoạt động. Thứ nhất đó là tăng giá do người mua tự đẩy lên. Sự gia tăng giá có xu hướng gây ra sự gia tăng bổ sung về giá. Mọi người không thể đứng đợi bên lề khi những người khác đang kiếm tiền. Do đó, nhu cầu tăng lên và khi nhu cầu tăng lên, giá sẽ được đẩy lên cao ngất ngược. Đó là một vòng xoáy tăng nguy hiểm. Thứ hai đó là truy cập thông tin không bình đẳng. Người trong cuộc là những người đầu tiên biết về những thay đổi trong công ty. Sau đó đến gia đình và bạn bè của những người này. Sau đó là các chuyên gia và các đối tác của họ. Cuối cùng mới là những người nghèo như bạn và tôi. Vì thế, các chuyên gia phân tích kỹ thuật có thể giành lợi thế hơn chúng ta. Thứ ba là các nhà đầu tư phản ứng kém với các thông tin mới. Từ đó tạo ra cơ hội cho các chuyên gia có thể nắm bắt thời cơ và vượt qua chúng ta. Tuy nhiên, Michael và những người ủng hộ khác của lý thuyết bước đi ngẫu nhiên cho rằng có 3 lý do khiến phân tích kỹ thuật hoạt động không hiệu quả. Thứ nhất đó là sự biến động sắc nét. Việc tăng giá lên cao có thể xảy ra rất nhanh và mạnh, có thể khiến kỹ thuật viên bị chậm nhịp. Khi họ được báo hiệu về xu hướng tăng, nó có thể đã quá muộn. Thứ hai đó là tối đa hóa lợi nhuận. Giả sử rằng cổ phiếu của công ty A đang ở mức là $20, một ngày nọ họ phát triển một sản phẩm mới làm tăng giá trị của công ty lên $30 một cổ phiếu. Trước khi công bố thông tin này, sẽ không hợp lý nếu những người trong cuộc lựa chọn cổ phiếu đó lên đến $30 rồi mới mua. Mỗi đô la họ đầu tư trước $30 là lợi nhuận ngay lập tức. Thứ ba đó là các kỹ thuật viên tự đánh nhau. Một khi mọi người biết về các kỹ thuật được cho là hiệu quả, các kỹ thuật viên sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Các nhà giao dịch khác sẽ cố gắng dự đoán các tín hiệu nhất định mà họ biết rằng mọi người khác đang mua hoặc bán. Từ đó dẫn đến các cuộc đấu tranh và làm họ phải chạy đua, dẫn đến những bong bóng lớn nhất thị trường hoặc là những cuộc khủng hoảng rất tồi tệ. Bài học số 3. Tâm lý con người khiến việc đánh bại thị trường càng khó hơn. Những lý do nói trên là chưa đủ. Còn có 4 yếu tố mà các chuyên gia và các nhà đầu tư cá nhân phải đối mặt khi họ cố gắng đánh bại thị trường. Điều này càng làm giảm cơ hội của họ. Đầu tiên đó là tự tin thái quá. Có rất nhiều nhà đầu tư quá lạc quan về những dự đoán trong tương lai mà họ đưa ra và đánh giá quá cao khả năng của chính mình, mà chính bản thân họ cũng không nhận ra điều đó. Qua đó chúng ta tiến hành phân tích cầu thả hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn so với trường hợp khác. Thứ hai đó là nhận định sai lầm. Con người có xu hướng nghĩ rằng họ có một số quyền kiểm soát trong nhiều tình huống, mặc dù tình huống đó là hoàn toàn ngẫu nhiên. Các kỹ thuật viên được cho là đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi điều này vì họ nghĩ rằng họ có thể dự đoán giá trong tương lai bằng cách nhìn vào quá khứ. Thứ ba đó là tinh thần bầy đàn. Đây có thể là một điều rõ ràng nhất. Tâm lý bầy đàn là lý do chính dẫn đến nhiều bong bóng lớn nhất trên thị trường và kéo theo đó là những cuộc khủng hoảng khi bạn bè của bạn khoe khoang về lợi nhuận cổ phiếu mới nhất của họ và tin tức dự đoán thời kỳ vàng kinh tế. Thật khó nếu không muốn nói là không thể đứng yên bên lề. Một ví dụ tuyệt vời về điều này là tư duy nhóm. Các cá nhân có thể ảnh hưởng lẫn nhau để tin rằng một quan điểm không chính xác là đúng. Hãy làm một bài trắc nghiệm nhanh, dòng nào dài nhất trong hai dòng này đúng đó là A. Nhưng trong thí nghiệm vào năm 1950, những người tham gia được hỏi cùng một câu hỏi. Nhưng trước khi họ trả lời, 6 người được thuê sẽ trả lời là sai, tức là B dài nhất. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Mặc dù A rõ ràng là dài nhất, nhưng mọi người có xu hướng thay đổi câu trả lời của họ theo đám đông và do đó chọn B, lựa chọn không chính xác. Sau đó, người ta đã chứng minh rằng điều này không phải do áp lực xã hội mà là do con người chúng ta thay đổi nhận thức vì bị ảnh hưởng từ người khác. Thứ tư đó là sự chán ghét việc mất mát. Cuối cùng, ác cảm với thua lỗ là một yếu tố tâm lý khác khiến chúng ta khó duy trì lý trí trên thị trường. Tổn thất được coi là không mong muốn hơn nhiều so với lợi nhuận tương đương được mong muốn. Hãy xem xét trò chơi tung đồng xu cổ điển. Ngửa, bạn thua $100 và sấp, bạn thắng $100. Bạn muốn chơi hay không? Hầu hết câu trả lời của mọi người là không. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu sấp, bạn thắng $250 thì mọi người sẵn sàng tham gia vào canh bạc này. Bài học số 4. Giả thuyết thị trường hiệu quả và bước đi ngẫu nhiên. Bây giờ nếu cả những người theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều không thể dự đoán thị trường thì ai có thể? Theo tác giả, không ai có thể. Tại sao? Vì sự phát triển của thị trường là một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên, một bước đi trong tương lai mà lịch sử không thể đoán trước được. Dựa trên khái niệm về bước đi ngẫu nhiên này, tác giả đã đưa ra khái niệm về giả thuyết thị trường hiệu quả. Theo đó, giả thuyết thị trường hiệu quả là giả thuyết cho rằng thị trường tài chính tồn tại có hiệu quả khi tất cả các thông tin sẵn có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán để phản ánh lại trong giá chứng khoán. Điều này hàm ý rằng sự cạnh tranh hoàn hảo tồn tại trong một thị trường như thế, cho nên những thay đổi trong giá chứng khoán chỉ bị ảnh hưởng bởi việc thu nhập thông tin.
Bài số 5, làm thế nào bạn có thể đánh bại phu quân? Do những sai sót của hai chiến lược đầu tư chính và do tâm lý con người, các chuyên gia phu quân đã không thể đánh bại thị trường trong lịch sử. Điều này có thể được chứng minh bằng cách đưa ra một minh chứng rất đơn giản. Một nhà đầu tư đặt 10.000 đô la vào quỹ chỉ số S&P 500 vào đầu năm 1969 sẽ có 736.000 đô la vào năm 2014 so với một nhà đầu tư bỏ tiền vào quỹ được quản lý tích cực. Người đó sẽ chỉ có được khoảng là 501.000 đô la. Khi nói đến đầu tư, bạn sẽ nhận được những gì bạn không phải trả. Đây cũng là giải pháp về cách đánh bại phu quân, đầu tư lâu dài và chủ yếu vào các quỹ chỉ số giá rẻ. Có các loại tài sản khác cũng cần được xem xét để tăng đa dạng hóa, giảm rủi ro của bạn. Dưới đây là hướng dẫn vòng đời và cách đầu tư để vượt qua phu quân. Giữa những năm 20 tuổi, cuối những năm 30 tuổi, giữa những năm 50 tuổi, và cuối những năm 60 tuổi và hơn thế nữa. Điều này nghe có vẻ quá đơn giản để trở thành sự thật. Và thực tế nó là như vậy. Bạn cũng phải xem xét 5 nguyên tắc cốt lõi này để phân bổ tài sản. Nhất, rủi ro và phần thưởng có liên quan với nhau. Bất kỳ ai cũng sẽ chọn 100 đô la được bảo đảm hơn là tung đồng xu để được 200 đô la. Rủi ro trên thị trường chứng khoán được định nghĩa là sự biến động của khoản đầu tư. Sự biến động được đo lường bằng mức lợi tức thực tế so với giá trị kỳ vọng của nó. Sự biến động càng cao có nghĩa là lợi nhuận và rủi ro cũng càng cao. Dưới đây là danh sách các tài sản, lợi nhuận dự kiến và sự biến động của chúng. Thứ hai, thời gian nắm giữ kéo dài làm giảm rủi ro. Bạn giữ một cổ phiếu càng lâu thì khả năng nó sẽ hoạt động theo giá trị kỳ vọng của nó càng cao. Nói cách khác, bạn có thể giữ khoản đầu tư càng lâu trước khi bạn cần số tiền cụ thể đó thì bạn càng ít gặp rủi ro hơn. Điều này được minh chứng rõ nhất bằng biểu đồ tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của các giai đoạn nắm giữ cổ phiếu khác nhau trong giai đoạn từ năm 1950 đến 2013. Lưu ý rằng khi nắm giữ cổ phiếu trong ít nhất 15 năm trở nên thì không có một khoảng thời gian nào bị âm. Thứ ba đó là sử dụng bình quân chi phí đô la. Bình quân chi phí đô la có nghĩa là đầu tư cùng một số tiền cố định và những khoảng thời gian đều đặn. Ví dụ, đặt 10% tiền lương của bạn vào quỹ chỉ số mỗi tháng. Bằng cách này bạn sẽ được hưởng lợi nhuận từ sự tăng và giảm của thị trường. Tại sao? Bởi vì bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn khi thị trường rẻ và mua được ít cổ phiếu hơn khi nó đắt và lạc quan quá mức. Tư đó là quyết định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu rủi ro tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn, tuổi của bạn, tâm lý của bạn. Như trong trường hợp của một người về hưu sống từ thu nhập đầu tư của mình, họ có thể muốn giảm bớt rủi ro. Tương tự, nếu giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong danh mục chứng khoán của bạn, họ có thể muốn bán đến nơi đến chốn, như Morgan đã từng gợi ý cho một người bạn của mình. Thứ năm đó là tái cân bằng, có thể giảm rủi ro và có thể tăng lợi nhuận. Giả sử bạn 25 tuổi, bạn được gợi ý giữ 70% tài sản của bạn trong quỹ chỉ số và 15% trong trái phiếu, như theo ví dụ đã trình bày lúc trước. Nếu gần đây cổ phiếu hoạt động tốt hơn, làm giá trị cổ phiếu tăng lên chiếm khoảng 80%, còn trái phiếu chỉ chiếm 5%. Điều này có thể dẫn đến rủi ro không mong muốn cho bạn. Bằng cách tái cân bằng hàng năm để khôi phục lại mức phân bổ như trước đây, bạn có thể giảm thiểu rủi ro này. Hơn nữa, khi bạn làm theo cách này, bạn có thể bán được cổ phiếu khi chúng gần bong bóng và tránh được rủi ro nếu bạn may mắn. Đây là một bản tóm tắt nhanh các ý tưởng mà chúng ta đã đi qua. Điểm rút ra số 1 đó là phân tích cơ bản. Cần rất nhiều thời gian và nhiều yếu tố để đánh bại thị trường. Điểm rút ra thứ hai đó là phân tích kỹ thuật, dường như không phải là một chiến lược chiến thắng. Số 3 đó là việc đánh bại thị trường càng khó hơn do tâm lý con người. Thứ 4 là sự phát triển của thị trường trong tương lai về bản chất là một bước đi ngẫu nhiên và do đó nó không thể đoán trước được. Và cuối cùng là hy vọng cho nhà đầu tư cá nhân vì nó cho thấy rằng anh ta có thể dễ dàng đánh bại các nhà phân tích và phú quân đơn giản bằng cách mua và nắm giữ các quỹ chỉ số giá rẻ. Đây chỉ là một phần nhỏ trong hơn 420 trang của cuốn sách Bước đi ngẫu nhiên như phú quân. Vì thế, nếu có điều kiện, bạn hãy mua và đọc, tìm hiểu cặn kẽ để rút ra phương pháp đầu tư phù hợp nhất cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay, đừng ngại bấm nút like và chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến với mọi người. Cuối cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và sớm đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán.